thì đứng đó nữa kìa. Hello, xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sanma Vlog nha. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đồng Vlog. Thì rất là mừng hôm nay gặp lại mọi người ở đây. Thì cái tập trước thì Tú bị một cái đại nạn rất là lớn. Thì lần trước đó cả nhà, thì em Tú bị cô gái 17 tuổi nè, là đem với kênh nhận với. Mà mình hôm đó là mình cũng rất là hên là khi mình đi đến đó là làm như có ông bà hay đó gịch giò mình cả nhà. Mình chợt té xuống đó thì mình mới thấy em Tú ở dưới đó. Mà hôm đó như là mình lúc mà mình mơ mơ màng bị nó giấu á, là như là mình cảm giác là trong nắng cái gì á, nhưng mà khi mình tỉnh lại và nhớ kỹ là nó cho mình ăn mấy gốc lục bình. Bởi vì ối da đen thù lùi hôi rình. Bởi vì mình ối ra cái nước rất là đen, mình hôi lắm mọi người. Thì nói chung cô gái thì cũng rất là dữ. Thì hai anh em mình cũng nói chung thì đến đây thì cũng chủ yếu để giúp và cũng như là tìm hiểu thêm thôi, nhưng mà thì cũng như mấy cái lần trước á thì anh em mình cũng thật sự mà nói cũng rất là sợ khi mỗi khi đến đây, mà nếu mà không đến đây á thì không có những cái video hay để cho cả nhà cùng xem. Thì cũng như lần trước Tú cũng gặp nạn, mình cũng gặp nạn cả nhà. Cái hôm đó mình cũng hư luôn cái điện thoại mọi người. Thì hôm đó mình đem về, mình cũng đem đi ra tiệm sửa. Nhưng mà nó đã chết mập do nước lâu quá. Thì cái đó thì cũng là cái không may của hai của Tú cả nhà. Thì một sự cố mà lại bị hư cái điện thoại luôn. Thật sự là cũng là rất là tội cho Tú. Cái điện thoại mình làm cũng tháng mấy trời, 2 tháng mới mua được cái điện thoại rồi. Thì đó. Thì ok, thì không nói về vấn đề nữa. Thì hôm nay hai anh em mình quay lại chủ đề chính nhà hôm nay. Thì hôm nay thì chắc có lẽ hai anh em mình sẽ vào trong đó. Thì xung quanh căn nhà đó thì mọi người cũng biết rồi. Hôm nay mình thử cố gắng tìm dây đây. Biết đâu nó giấu đâu đó hay là thế nào đó. Còn cái vấn đề về cái cọng dây đó cả nhà, thì mỗi lần mà hai anh em mình định đến để lấy cọng dây và làm nghi thức để đốt cọng dây á, thì vô kiếm thì không gặp. Thì nói chung thì cũng có một số anh chị cho mình ý kiến ở dưới phần comment, kêu là nhà liên hệ kênh này kênh kia để tìm cách để đốt được cọng dây, cũng như là cho miếng mắt luôn. Nhưng thật sự thì kênh mình vẫn có cách chứ không có cách. Tại vì mà những lần đến là tiền không được thôi, chứ không phải là tiền không được nó. Nên mọi người cứ yên tâm vấn đề đó, đừng có kêu anh em mình phải nhờ cái này cái kia. Thật sự nếu mà nhiều cô chú anh chị comment kêu mình nhờ kênh này kênh kia gì đó thì mình cũng không có nói gì. Nhưng mà thật sự nếu mà thật sự mình có nhờ thì người ta cũng không có làm được cho mình đâu cả nhà. Nói chung là không có ai mà chia sức nồi cơm mình cho người khác cả. Nó đại là như đúng vậy, người ta mình hiểu ha. Đúng rồi, người ta cũng đâu có giúp mình đâu. Đó thì bây giờ mình cứ vào trong tiệm vậy đi, nếu mà được thì tính sao, còn nếu không được thì tính sao. Rồi ok, thì xin mời cả nhà cùng đi nha. Mời cả nhà nha. Thì cả nhà coi như là hiện bây giờ thì mình cũng đang ở ngoài cái đường đường lộ này, thì cái đường này vắng vẻ lắm cả nhà. Đúng rồi. Đây này cả nhà. Thì hôm đó là mình đi đến đây thì mình cảm giác như là có một người kéo chân mình chợt té xuống dưới này nè. Đó. Thì mình thấy Tú là đang nằm ở dưới đó. Mà trong lúc đó thì mình rối quá cho nên mình không có quay được rõ em Tú nằm ở dưới đó cả nhà. Như này là một cái kinh mà kinh nước động chứ không phải là kinh nước chảy nha. Nên nước khá là hôi thối. Đúng rồi, nước này là ba cái lục bình thối lắm. Ừ. Nó mà nó cho em ăn cái gì không biết mà thối như ối ra nước tràn nước đen không. Ok, chị cầm này. Hôm nay cố gắng đi khắc khắc nha. Ừ.
Hai anh em mình là thằng nào cũng có hôn rồi đó, bị nạn đó. Phải đi sát nhau để cho nó an toàn xíu. Cái thằng mình nó dữ lắm, nó dạng nó mình sợ là sợ nó đồng trinh đó. thì đó nữ đồng trinh mà mới 17 tuổi mà. Mình sợ đồng trinh nó dữ lắm. Những lần có lần trước thì Nguyên bị nó bắt lên cái cây vú sữa đồng được. Gì á? Tiếng đập đó nha. Có nghe tiếng. Tiếng gì cho mà? Giống như đập Đi đập thiết á. đi sắp tới rồi. Mọi người có nghe gì không cả nhà ơi? Tiếng gì ta? Không biết. Giống như là cái cây nó rung á. Thấy gì không? Không thấy gì đâu. Lá chuối nhất Thấy không? anh quay cái em quay như chỗ ra cái đang đánh lạc hướng thôi như mấy lần trước thôi đánh lạc hướng là có nghĩa là làm tiếng động phía bên ngoài Không thấy cho một người đi ra biết rồi rồi bắt người kia mà ở đây quay vô không có thấy gì chứ nghe sạc 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 nhưng không thấy bởi vì anh sợ là mà ngoài. bây giờ đi lên căn nhà là cũng không dám lên nè Quay mà ngồi cái chỗ xuống coi thấy gì vậy nghe tiếng nữa lên luôn đi Ê, anh mới thấy cái gì ở ngoài cửa sổ á. Đó đó. Thấy gì chân thấy cái chuối rồi cái gì nguyên một cái đầu sao anh không thấy ta nằm trong cái cạnh vuông góc nè bây giờ thì sao cái kiểu này làm giống lần trước là cái động bển cho một thằng đi bển hoàng ở đây nó bắt một thằng hôm nay anh em sẽ đi bển luôn ngày về bỏ gì đi bánh luôn đi mới đi dọc bánh luôn đi dọc luôn cả nhà nó ghê quá ghê hai anh em đi bánh luôn chứ không chia ra nhà không chia đi nữa thì hai anh em đi dọc bên đó luôn cả nhà thì ở bên đó là lần trước anh đi qua bển mình cũng bị nó đem lên cây đó nhớ ừ. Bởi vậy đó nằm yếu như lần trước đó nó phải cái động đấy đứng đứng ngay thấy không đứng đứng ngay cửa sổ kìa thấy không cửa sổ anh hả nè
đừng. Ủa, có sao vô đó được hay? Mất tiêu à? Biết nữa. Đi tới, sẽ tới nha. Mình nói đó mà ta. Hồi nãy hai anh em mình ở bên trong cả nhà. Hai anh em mình ở bên trong á thì làm đùng 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 ngoài nè. Hai anh em đi vòng qua đây thì nó vô trong đó. Lại cái cửa sổ nè. Ừ, cửa sổ đó đó. Đó. Nghe không? Phá vậy thôi. Đúng tim bọn mẹ ơi. Không biết nãy anh có quay thấy không? Thỏ đầu ngay camera luôn. Làm sao? Bây giờ mình phải qua bà thử gặp nó. Bà bảnh nữa hả? Ừ. Đi nhanh đi vậy. Mà giờ bây giờ nếu mà một người đi bảnh chia ra thì sợ gặp đạn nữa. Cái bển này. Bây giờ không dám chia ra. Bởi vậy. Chưa đi từng gặp. Dính đòn quá. Dính từng cái sổ rồi nè. Nãy đứng ngay chỗ đó luôn. Một đúng rồi. Thì hồi nãy cả nhà thì hai anh em mình á ở bên kia thì nó đứng ở bên đây, mà khi hai anh em mình qua đây thì đứng trong nhà cả nhà. Nó còn chỗ đó gì á, này nó còn chỗ nãy về thẳng vô nhà tôi gặp á. Đi đi. Thấy gì đâu? Sao không thấy ta? Nhiều một tiếng động khác từ đâu vậy? Tiếng gì ta? Tiếng ai đi bịt bịt ta? Nghe tiếng gì kìa? Tiếng gì? Ở đây nó có cái lỗ nè.
Nước đâu quay đâu thấy. Không có máy này đó, nó đâu thấy được. Nhà này nguy hiểm quá. Bây giờ gì nè, giờ đi 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 vô xích trong này coi thử. Bây giờ đi qua phía bãi đi, đi sâu bên kia. Bên kia cái này đây đó là đó, đường 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 bờ kinh, đường nước này đâu qua được đâu. Đi đi quanh kia đi, đi vô đó coi thử ở trong đó nó có cái gì trong đó. Mấy lần rồi mà chưa có vào đó xem thử nó có đường gì. Đúng đúng giống vậy. Trong nhà rồi ở dưới cái hầm này nữa nè. Tủm 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 rồi nè. Đứng đó nè. Cây chuối vậy đúng cây chuối vậy kìa. Rồi đúng rồi. Thôi má ơi. Ôi trời ơi. Dí mình luôn. Hai anh em mình mới vô đó tính tính đi qua hướng bên đây xem như thế nào cả nhà. Dí hai anh em mình luôn. Quá trời ghê. Ok, giờ lấy bình tĩnh đi chứ. Rồi cái gì mình tính tiếp. Thì ok cả nhà. Thì bây giờ thì tim của mình nó đập mà loạn xạ. Lẹ lắm cả nhà. Nên anh thấy không, nhiều nhiều mình thấy, quay cũng nhiều lần cũng gặp nhiều vong linh rồi mà chưa có con vong linh nào nó gục mình ghê thiệt chứ. Cái lần trước rồi là hồi nãy là mình gặp mình tự mình sợ thôi à, bởi vì hồi nãy mà hai anh em mình mà chạy không kịp cái tôi nữa đó. Ừ mà những cái lần trước anh bị nó làm bất tỉnh mà đâu có, vừa thấy nó một cái là rồi là mình bất tỉnh à. Vì sao những lần trước là một mình anh nó khác, một anh thì nó dám, nhưng mà hôm nay thì hai anh em đi chung nó biết nên nó không có dám lại gần đó. Nhưng mà mình gặp chúng nó rồi nó rượt mình, nó dọa mình chạy. Thì thôi thôi bây giờ cũng thấy cũng bình tĩnh lại xíu rồi đó, thì bây giờ đi vô nữa. Đi. 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 Chạy nhớ 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 chờ chờ nhau nha. Mình chạy luôn một mạch mất tiêu. Chờ nhau nha, chạy trước anh mất tiêu. Hết hồn dưới rồi. Quán hồn dưới. Cái gì đó, cái cá rồi nó đúng không chứ? À, đúng như thế này. Mà cái chuối này đây nè. Ừ, chuối ở đó. Đi song song đi. Đi trước đi sau. Mà chạy mà gặp nó hết hồn, chạy nó đâm đầu cái chuối luôn á. Thì mình anh em mình tới đây cũng nhiều lần nhưng mà chưa có đi vào sâu ở bên trong này, thì hôm nay anh em mình đi vào sâu bên trong này xem thử coi ở trong này có cái gì không. Ê, đứng đó được kìa. Để đứng 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 ngay bụi chuối đó kìa. Rồi. Đâu rồi? Tí
tiền cũng vớt ra ngoài luôn trời. Vớt tim luôn cả nhà, thật sự luôn. Cảm giác này còn là chơi trò chơi mà bảo hiểm trên đúng nhất thì chứ mình cũng không biết sao bữa nay mình hai anh em mình vô đây mình dí hai anh em mình liên tục cả nhà. Thì dự định là dẫn cả nhà vô xem ở trong này, nhưng mà khi mới đi vô được khúc là làm đùng đùng ở sau lưng thì quay là thấy đứng. Thôi nhà, cái mà dí hai anh em mình luôn đi vô nữa đi. Đi vô đi. Trời, mà hỏi trước mặt này cái lưng lại biết được không nè. Bên trong này chuối không à. Sạc sạc lên chuối đó. Ủa đứng đâu nữa kìa. Ừ đi xích vào này. Bởi vì giờ quay ngược ra đi. Bây giờ đuổi sâu sâu nữa, không biết đâu trong này có gì này. Đi, đợi nha. Khoan. Đảo ra gặp nó. Đứng đó. Đứng ngoài đó. Có ngoài không? Cái này anh em hai anh em cùng đường hết đường chạy luôn cả nhà. Cái hầm này phải không? Cái hầm này còn có gì không à? Gì thật? Gì đó trời? Cũng mê nói nè. Cái này chạy ra chắc đi về luôn quá. Bà mẹ ơi. Nãy lại chứ ngoài này mà. Biết đâu. Ở ngoài đây nè. Sao mình dễ không có nữa là. Đi ra ngoài này mình lội luôn đi. Thì cả nhà, anh em mình đã ra tới ngoài lộ cả nhà. Vừa mệt mà vừa sợ. Thì hôm nay thì mình không biết là bên trong có gì không mà nó không cho mình vô. Mình không biết, nhưng mà khi mình vô, khi mình đi vô thì ở sau lưng. Và mình đi ra cũng ở sau lưng. Có cái gì bí mật đó không ta? Bí mật hay không bí mật gì là mình cũng đợi ban ngày thì mình đến, chứ ban đêm biết gì trong đó đâu. Mà đi càng càng vô sâu thì càng được. Bởi vậy. Yes. Mà hôi ướt đầu chứ. Nó tuột quá. Tuột máu luôn. Thì chứ ông nào nó không sợ ma cũng gặp cái này thì chứ.
cái nhỏ mới sao sang mai, sợ mai tàn tật luôn. Hai anh em mình là cũng là thuộc dạng là gan á cả nhà, gan lắm. Nhưng mà gặp những cái cảnh như thế này thì không chạy không được. Chạy bỏ dép luôn, không mang giày dính giò chứ không dỡ dép bỏ dép rồi. Mà mang giày dính cái giò luôn chứ hồi dép là bò ăn tiêu biết thường kiếm đó. Thì bởi vậy. Mà nếu mà gặp những cái người mà nhát gan là xỉu luôn á. Anh dám vô nữa thôi chắc anh kết thúc clip về luôn chứ không vô, không dám vô nữa thôi. Cả nhà thì chả biết thế nào nữa, hôm nay vô đây quá trời nó bị nó dí rồi, nên nó hiện nguyên người luôn á, hiện nguyên hình luôn, nguyên hình với người ta luôn. Thì ok cả nhà, thì đến đây thì chắc có lẽ anh em mình sẽ kết thúc clip và đi về cả nhà. Vòng tại vì hôm nay thì cũng anh em cũng rất là mệt, với lại cái bông này dữ quá. Để kiếm cách khác mình sẽ đến đây lần sau, mình sẽ kiếm cách khác, cách khác nào mình để giải thoát được, mãi phải tìm được con dây mà hai anh em mình tìm không nãy vô đâu thấy con dây đâu. Thì ok thôi, bây giờ không có nhiều nữa. Kết thúc thôi. Ok cả nhà, thì nếu cả nhà xem yêu mến anh em mình thì xin cả nhà hãy đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những clip mới nhất của anh em mình cả nhà. Cả nhà mình nếu mà muốn xem những tập sau về đây thì cả nhà mình nhớ đăng ký kênh nha. Và đặc biệt nhớ bật cái chuông lên để theo dõi video mới nhất của anh em mình sẽ đăng lên vào lúc 10 giờ 10 sáng mỗi ngày. Ok. Ok. Chào cả nhà. Hẹn gặp lại tập sau nha. Nhiều quá.